Ổ trâu, ổ voi, tai nạn, gãy tay, chết người, bức xúc là những gì xảy ra trên tuyến đê kiểu mẫu đoạn đi qua xã Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội. Những ổ gà, ổ trâu nham nhở trên đường, những vụ tai nạn thương tâm thường xuyên xảy ra, tình trạng con đường ngày đêm bị tàn phá. Nỗi đau của những gia đình có người thân bị tai nạn biết bao giờ nguôi ngoai. Nhận được phản ánh của người dân ven đê Hồng Hà về tình trạng đường đê Hồng Hà, huyện Đan Phượng đang bị tàn phá bởi những chiếc xe tải trọng lớn, nhóm phóng viên truyền hình Người Đưa Tin đã có mặt để ghi nhận sự việc. Được tận mắt chứng kiến con đường bị phá tan bởi hàng trăm chiếc hố lớn nhỏ, chúng tôi không khỏi ái ngại cho người dân nơi đây khi ngày ngày phải đối mặt với tử thần. Buổi chiều mưa to lắm, 7 vụ tai nạn luôn, 7 vụ này ngay ở đây luôn, tại đây này 7 vụ đây còn chết người luôn, tại chúng ta ổ voi đây này, ba cái ổ voi ổ gà đây này, chết người còn chết người đây này, đây này. Người dân cho biết đê Hồng Hà phải oằn mình cõng những chiếc xe tải chở cát nặng 20 đến 30 tấn, thậm chí là hơn nữa, vượt quá trọng tải cho phép nhiều lần. Những chiếc xe quá tải cơi nới thành thùng như thế này là tác nhân chính phá nát mặt đê cũng như gây mất an toàn cho tuyến đê này trong mùa mưa bão. Vừa qua, việc nước lũ dâng cao uy hiếp tuyến đê sông Bùi, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã đe dọa cuộc sống hàng vạn người dân. Chính quyền thành phố Hà Nội khi đó đã phải huy động hàng trăm người khắc phục sự cố. Tuyến đê ở Khoái Châu, Hưng Yên cũng có đoạn dấu hiệu nứt vỡ. Đây cũng là tuyến xe tải chở gạch cát đi lại nhiều. Chính vì điều này, người dân sống bên đê Hồng Hà, huyện Đan Phượng cũng hết sức hoang mang, lo sợ cho thân đê Hồng Hà nếu tình trạng xe tải tiếp diễn như hiện nay. Chú ơi, đây này là do cái gì mà hỏng nhiều vậy nhỉ? Ô tô thì quá tải. Xe là xe chở cát hay là xe chở gì? Toàn cát mới chở gỗ. Muốn cẳng năm cẳng cái gì còn mấy. Đầu năm thì hỏng. Đầu năm bị như thế. Đầu năm thì hỏng. Còn trời mưa thì cháu thấy các vũng nước thế thì nó có tai nạn đến tiếng. Ôi giời ơi. Toàn hố thì cái chân chiều. Dạ. Điểm số 14 kìa. Ai buộc cái chân rồi đấy. Cách đây 2 năm, khi tuyến đê này được chọn để xây dựng là tuyến đê kiểu mẫu với những tiêu chí chất lượng và công năng. Trong đó, việc đảm bảo an toàn cho con đê ở đây là mặt đê, chân đê. Hạn chế xe quá tải di chuyển trên đê là một trong những tiêu chí bắt buộc để đến năm 2020, tuyến đê này sẽ hoàn thành tuyến đê kiểu mẫu. Tuy nhiên, thực trạng hiện tại của con đê lại trái ngược hoàn toàn những gì mà các cơ quan chức năng kỳ vọng. Thật đau xót khi con đường được xây dựng bằng tiền thuế của người dân đóng góp, rồi lại bị một vài đơn vị vận tải tàn phá và hưởng lợi. Còn người dân lại phải hứng chịu hậu quả, không hiểu tuyến đê kiểu mẫu đầu tiên của thủ đô sẽ ra sao dưới những bánh xe nặng vài chục tấn kia. Chưa có bằng chứng thể hiện có sự bảo kê cho xe quá tải phá đê, nhưng nhìn cảnh mặt đê bị tàn phá thế này cũng thể hiện lực lượng thanh tra giao thông Đan Phượng nói riêng, thanh tra giao thông Hà Nội nói chung bị tê liệt trước những chiếc xe tải đang hàng ngày tàn phá tài nguyên quốc gia. Bản tin sau, chúng tôi sẽ điểm mặt những kẻ phá hoại đê Hồng Hà.